gian tiểu hoa đình đám cùng khoe nhan sắc thời gian gần đây. Triệu Lệ Dĩnh gây thương nhớ với vẻ ngoài trẻ trung, xinh như công chúa. Triệu Lộ Tư lên đồ sang chảnh nhưng thiếu khí chất, may mắn được cộng điểm khi va phải Châu Tấn. Mời đến! Dương Tử lần đầu diện đầm cao cấp đã fail, đồ cũ mà ảnh Photoshop nát nước. Mỹ nữ Tân Cương đẹp hoài cũng chán. Liên tiếp những sự kiện diễn ra khiến netizen hóng không kịp màn đổ bộ của dàn tiểu hoa đình đám. Gần nhất, Triệu Lệ Dĩnh tham gia một buổi livestream làm bao người phải ngỡ ngàng trước nhan sắc ngày càng trẻ trung xinh đẹp của mình. Cô diện chiếc đầm trắng, cài tóc điệu đà, gương mặt tràn đầy sức sống với trạng thái đặc biệt tốt của Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng chiếm spotlight trên Weibo. Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng có màn đổ bộ cực ấn tượng tại sự kiện của một nhãn hàng mỹ phẩm. Cô nàng lên đồ sang chảnh với chiếc đầm đen có thiết kế cầu kỳ, kết hợp boost cao và mái tóc xoăn thả nhẹ nhàng. Mặc dù trạng thái của Triệu Lộ Tư cũng rất tốt, vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng, vậy nhưng có vẻ khí chất này không mấy phù hợp với bộ đồ mà cô đang diện. Cảm giác Triệu Lộ Tư vẫn hợp với phong cách đáng yêu hơn. Tại sự kiện này, Triệu Lộ Tư đã có dịp xuất hiện chung khung hình với Châu Tấn. Dĩ nhiên, so với thần thái, khí chất của đàn chị thì nàng tiểu hoa 95 khó có thể theo kịp. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại được khen ngợi rất nhiều khi có thái độ tôn trọng đàn chị, còn nhường đường cho Châu Tấn và Lưu Hạo Nhiên đi trước. Khoảnh khắc này đã giúp Triệu Lộ Tư ghi điểm rất nhiều. Mời đến! Khiến dân tình thất vọng nhất có lẽ là hai đỉnh lưu 90 là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Với Dương Tử, cô tham gia sự kiện với tạo hình không thể đơn giản hơn. Diện áo sơ mi trắng như nhân viên văn phòng, tóc hai chùm thảy lai màu tím, trông vừa phèn vừa nhàm chán. Bộ đồ này đã dẫn đến sự phẫn nộ của fan và phía phòng làm việc lập tức chữa cháy bằng bộ ảnh diện đồ định chế cao cấp. Là lần đầu diện đồ cao cấp của Dương Tử, nhưng nó lại rất tạm bợ. Dương Tử diện bộ đồ này lên chỉ có vài tấm ảnh, đã thế còn là đồ cũ từ năm 2022. Bên cạnh đó, cô nàng bị trào phúng khá nhiều vì chiếc cổ và chân dài đến khó tin. Không ít người cho rằng ảnh đã có sự can thiệp cực mạnh của Photoshop. Về phần Địch Lệ Nhiệt Ba, cô vẫn lên đồ lồng lộn là xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng nếu so với trước đây thì nhan sắc của Nhiệt Ba không khiến mọi người phải bất ngờ. Hơn nữa, loạt tạo hình lần này của nàng mỹ nữ Tân Cương trông hơi đậm tuổi.